ơi, đang làm gì đó? Dạ em đang coi tivi. Trời ơi, khuya rồi mà em coi tivi làm cái gì, ồn lắm. Tắt đi. Nè, sao em lục đồ của anh vậy? Lan, con nhỏ này là bạn gái cũ của anh thôi à? Tại vì nó kêu anh á là quay lại để làm kỷ niệm. Lúc đó anh cũng khờ nữa. Anh tính quay chơi thôi. Rồi tự nhiên anh bỏ quên, anh quên xóa luôn. Vậy bây giờ anh có muốn quay với em không? Quay để làm gì? Anh á không bao giờ làm những cái trò biến thái đó đâu. Thì có sao đâu, mình quay chung với nhau, rồi lâu lâu mình coi lại cũng thấy vui mà. Đi anh. Em nói thiệt không vậy? Em nói thiệt, tụi mình yêu nhau bất chấp mọi thứ, chỉ có hai đứa mình thôi. Nếu như anh thích thì em chiều anh. Nha anh. Thích. Ok. Nếu như mà em muốn như vậy á, chút nữa anh sẽ làm theo ý của em. Còn bây giờ á thì Lan. Em làm cái gì vậy? Long, mày dám đối xử với Trúc như vậy sao? Cái gì vậy trời? Ủa? Lan, em làm cái gì vậy? Thả anh ra. Tôi không phải là con Trúc. Để anh muốn nhào nặn thế nào cũng được. Trúc. Trúc, Trúc, Trúc là bạn của em hả? Thì ra là vậy. Em dám vào nhà của anh để làm những chuyện này với anh hả? Em có tin á, anh chỉ cần la lên một cái thôi là mọi người trong nhà anh á sẽ tới bắt em không? Tôi không sợ, vì tôi đã chuẩn bị hết rồi.
anh xem đi. Anh coi đi. Em uống ly nước này đi, nó sẽ giúp cho em không bị sai đâu. Cảm ơn anh. Tôi không nghĩ con người anh lại đốn mặt đến mức độ như vậy. Sau khi anh cướp đời con gái của những cô gái anh lưu lại ở đây, thì anh cho đó là những thành tích huy hoàng của mình để anh khoe với bạn bè của anh hay sao? Em ăn nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy Lan? Anh đã nói anh chỉ quay lại cho vui để làm kỷ niệm thôi. Không chỉ có những file này mà còn nhiều file khác nữa. Trong đó có những cảnh anh còn hãm hiếp những cô gái bị hôn mê. Tội này gỡ lịch hơi lâu nha anh. Em muốn gì hả? Anh hỏi đúng câu rồi đó. Hãy để cho tôi yên. Sau này không được phá rối tôi nữa. Và tôi cần một căn nhà ở ngoại ô. Không cần giống biệt thự đâu, nhưng tôi có thể sống tốt. Điều kiện đó đối với anh quá dễ đúng không? Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. Tốt nhất anh nên đồng ý yêu cầu của tôi. Nếu không, tất cả những file này tôi sẽ chuyển đến cho công an. Tôi nói cho cô nghe, cô đừng có vội đắc thắng nha. Tôi chỉ cần kêu lên một cái thôi là nhà tôi sẽ kêu công an tới bắt cô trước khi cô ra khỏi đây. Cô làm cái gì vậy? Nè, hả? Tiếng kêu của anh có nhanh bằng cái chai này không? Anh cô, kêu đi. Cô, kêu, cô, đi. Nè, kêu đi. Cô, trắng quá vậy. Thì ra là con muối chua. Vậy thưa ông chủ. Ừ. Bà chủ có kêu tôi nấu thuốc giải độc, giải độ cho ông chủ uống. Bây giờ tôi lấy thuốc cho ông chủ uống nha. Cứ bài vẽ. Chủ không có giết được tôi đâu. Trên đời này ai mà giết được tôi là khó lắm. Thank you.
kêu tao ra đây. Bên kia. Bên đây nè. Dạ, mời cậu. Chị làm cho tôi thêm một phần nữa. Dạ. Sao? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Thì ra mày là thằng đâm đén sau lưng tao. Tao không có chơi mày. Mày hiểu cái tính của anh ba rồi đó. Ông không cho phép nội bộ đấu đá với nhau. Điểm tâm của mày tới rồi kìa. Dạ, mời cậu. Ăn sáng đi. Không tự dưng mà anh ba lại xử tao. Tao nghĩ tao không có lỗi. Tại sao anh ba lại xử tao như vậy? Tao nghĩ chắc là mày đã đâm sau lưng tao rồi. Mày đánh giá tao thấp quá rồi đó. Chuyện này là mày tự gây nên, tao không có liên quan. Mày nói cái gì? Tao không hiểu gì cả. Mày gọi điện kêu thằng Phan qua đây gặp tao. Nói nó chuẩn bị nói chuyện với bảy búa. Dạ. Yeah. Alo, anh Phan hả? Anh Hưng cần gặp anh gấp. Dạ, dạ rồi. Đi theo tao. Mày giúp tao giải thích cho thằng Bảy hiểu tại sao nó bị xử. Anh làm chuyện khác thì tôi có thể giúp anh được, nhưng chuyện anh làm phản thì tôi chịu. Cái gì đây? Tao với thằng này chỉ gặp nhau ở trong siêu thị thôi. Nó mặc đồ bình thường, làm sao tao biết nó là công an? Nếu chỉ có như vậy thôi thì tôi nói làm gì? Cái này là có người vu khống cho tao. Ai vu khống cho anh? Đúng rồi, Quỳnh Liên. Con nhỏ này nó muốn hại tao. Vậy là anh càng sai nữa. Vì muốn anh hết đường chối cãi, anh Hưng đã cho người bắt nó. Nhưng nó đã được chính thằng cảnh sát đó cứu nó đi mất. Còn đây là cái gì? Cái gì đây? Quay cho tao. Tất cả đều là sự vu khống. Mày vu khống cho tao. Khốn nạn. Mẹ mày. Tôi biết anh sẽ phản ứng như vậy mà. Anh thấy đó. Tôi không có lý do để hại anh đâu bảy búa à.
đúng không anh? Tao biết, tao là người đưa mày về đây nên tao hiểu rất rõ mày. Anh ba muốn người tâm phục khẩu phục, muốn xử thằng đàn em nào thì phải nói rõ cái tội của thằng đàn em đó, phải nói làm sao cho nó phục. Tất cả chứng cứ đều chống lại mày đã bị búa. Tao muốn gặp anh ba để tao giải thích cho anh ba hiểu. Tao bị quan mày biết không? Thế bây giờ mày vẫn chưa hiểu hả? Anh ba không muốn gặp mày. Tao muốn gặp anh ba. Tao bị quan mà. Ba, còn lại tao giao cho mày. Chuyện này tao sẽ nói với anh ba sau. Em hiểu rồi. Dẫn nó đi. Tao bị quan. Tao bị quan. Tao muốn gặp anh ba. Vô đi. Dạ thưa ông chủ, tài xế tới rồi. Sao giờ này mới tới? Dạ tài xế tới nãy giờ rồi. Tại sao nãy giờ không báo vậy? Ừ, dạ. Câu rồi đó. Hãy để cho tôi yên. Sau này không được phá rối tôi nữa. Và tôi cần một căn nhà ở ngoại ô. Không cần giống biệt thự đâu, nhưng tôi có thể sống tốt. Điều kiện đó đối với anh quá dễ đúng không? Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. Tốt nhất anh nên đồng ý yêu cầu của tôi. Nếu không, tất cả những file này tôi sẽ chuyển đến cho công an. Bây giờ phải làm sao để kiếm tiền đưa cho Lan mua nhà đây? À, mình phải chôm tiền ông già mới được. Mã số nữa. Mã số bà đi đâu hả ba? We'll be right back.
không được. Tam quốc chí này sao lại để đây ta? Ba mình có bao giờ đọc đâu mà cột sẵn nữa chứ. À, tập máy đây. Một hai bốn sáu ba bảy chín năm. Để gì mà để lung tung vậy trời. Một hai bốn sáu ba bảy chín năm. Có khi nào đây là mã số không ta? Một hai bốn sáu ba bảy chín năm. Cũng không được. Hay là ngược lại? Đúng rồi, ngược lại. Năm chín bảy ba sáu bốn hai một. Vẫn không được. Không phải rồi. Tam quốc chí. Có bao giờ thêm một số 3 nữa không ta? Ba, một, hai, bốn, sáu, ba, bảy, chín, năm. Cho người đón hắn ở biệt đường. Tôi sẽ chỉ hướng đi của 74. Kế hoạch có chút thay đổi. Tôi sẽ tự xử lý. Thank you.
mày đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát nha. Tao không tha cho mày đâu. Chia nhau đi tìm đi. Tao đi hướng này, mày đi bên này. Nhanh đi. Tôi suy nghĩ cách để đưa anh vô tù. Chỉ tiếc là anh lại chọn cách. Mày làm tốt lắm. Bây giờ quan sát nó xuống sông hả? Dù gì cũng là anh em mà, phải chôn cất cho đàng hoàng chứ. Được. Dạ. Đây là tất cả số tiền mà Tùng đã mua bằng chứng. Em xin giao nộp lại cho cán bộ. Cậu cứ bỏ tất cả vô đi. Dạ. Chúng tôi rất hoan nghênh sự hợp tác tích cực của anh. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh đến phòng giam giữ đặc biệt để bảo vệ sinh mạng của anh và phục vụ bí mật của vụ án. Ngay ra tòa, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo đúng luật định. Dạ, em xin cảm ơn cán bộ. Tuyển được bao nhiêu đứa? Khoảng tầm chục đứa. Có lén phén với con nào không đó? Anh đâu có dám. Làm ẩu em thiến anh rồi sao? Con ma mới tin.
Lần này thì em phải tin anh. Toàn mấy đứa đẹp không à? Phải giữ để còn bán với giá cao đi chứ. Biết vậy là tốt. Chuyến này em đi có thu hoạch gì không? Chuyến này thì hơi tệ, chỉ được hai đứa xuất sắc thôi, còn nhiều trung bình không à. À, Cưng đưa hết hồ sơ mấy em mà Cưng phỏng vấn á, đưa qua cho em phỏng vấn lại. Lần này đích thân em phỏng vấn, cho nên nên là em hy vọng Cưng không có làm gì bậy bạ. Nếu không đừng trách em. Đây đây. Chào con. À, dạ, xin lỗi vì kiếm ai ạ? Có mẹ ở nhà không con? À, má con đang phụ bán trái cây ở ngoài chợ á. À, mà má con cũng sắp về rồi. Thôi dì ngồi đợi một chút để con vô lấy nước cho dì uống nha. Được rồi, cảm ơn con. Dì ơi, con mời dì uống nước. Dì đợi má con chút nha. Ừ. Chào
Chào cô Hương. Chào chị. Dạ cô mới tới hả cô? Dạ chị mới về. Con chào dì Hương đi con. Dạ con chào dì Hương. Con gái chị hả? Ngoan lắm, hồi nãy nó chào em rồi. Vậy hả? Ngồi đi cô. Công nhận là con gái chị đẹp dễ sợ nha. Nè, nó đẹp vậy á, để nó sống ở đây uổng phí lắm đó. Dạ, ở đây cũng đâu có công chuyện gì cho nó làm đâu cô. Với lại ba nó đang bị lao, đâu có làm công chuyện được. Nó phải gánh giá công chuyện của ba nó chứ. Thôi, chị đừng có lo mà. Bởi vậy bữa nay em mới xuống đây gặp chị nè. Chị cho con nhỏ lên thành phố đi, có nhiều công việc làm lắm để giúp đỡ chị. Má ơi, con không đi đâu má. Con nghe mấy đứa bạn của con trên đó nói là cuộc sống ở trên đó nhiều cạm bẫy lắm á má. Tụi nó phải đi làm tiếp viên, bia ôm, rồi cà phê ôm gì nữa má ơi. Con gái, qua đây chị nói nghe nè. Dạ. Lại đây. Nè, con yên tâm đi. Với nhan sắc của con á, dì đảm bảo sẽ kiếm cho con một công việc làm ở văn phòng. Còn tệ lắm á thì giúp việc nhà cho người ta thôi. Chứ ba cái chuyện thất đức dì không để con làm đâu nha. Đừng có lo. Đây. Nè, đây là số tiền 3 triệu dì đưa trước cho con. Má ơi, chắc con không đi đâu má. Chắc là không cho con tôi đi đâu cô ơi. Thôi, nếu cô không chịu thì thôi, dì đi kiếm người khác. Khoan đã gì? Má cầm số tiền này lo cho ba đi. Rồi cô theo dì lên trển làm. Con gửi gì cho má thêm. Công nhận dì có con gái có hiếu dễ sợ hả. Nè cầm đi. Cầm đi. Xong rồi á, mai mốt lên trển nó làm, còn gửi về nhiều hơn nữa. Con như vậy á, mới là ngoan. Trời ơi chị ơi chị, lần đầu đi xa nhà nên mới khóc mới nhớ nhà như vậy. Mai mốt lên trển vui quá, chị gọi điện lên á, nó cười hoài à, nó không chịu về nhà đâu. Nghe lời em, không có gì đâu, yên tâm đi. Nè con, dì Hương đảm bảo với con á, một công việc rất là tốt. Nè, mai mốt lên trển vui quá, đừng có quên ơn dì Hương nghe chưa. Thôi dì về nha. Em về nha chị, mai em xuống đón nó nha. Được rồi. Mấy anh chịu khó một chút đi, đã sắp tới rồi. Không ngờ là ông anh giấu hàng một nơi hẻo lánh như vậy. Ai mà biết được. Tôi còn cảnh giác hơn như vậy nữa cả. Thank you.
Anh có muốn tham quan này là cho biết không? Nếu lần sau còn giao dịch, anh tự lên, tôi khỏi dẫn đường. Kiểm hàng đi. Bye. Dạ. Chỗ này cũng khá rộng lớn. Còn một khu này từ biển lên trên đồi là của tôi, nó rộng bao la và rất an toàn. Anh yên tâm. Bên kia thì sao? Ở bên kia. Trời ơi, nay bà Trúc quá đẹp quá trời luôn ha. Bởi vậy rồi, cô dâu mà. Anh đang làm cái gì vậy? Bà thấy đồ ăn này ngon không? Ngon quá trời luôn, tụi ăn đi đám cưới với em nữa. Công nhận đẹp thiệt. Mọi người ăn trái cây nè. Tôi đi về trước nha. Cái gì mà về? Hồi nãy Trúc dặn là cả lớp mình phải ở lại để cho chồng của Trúc thấy mặt cả lớp nữa. Nè, ăn trái cây đợi Trúc chút đi. Ăn trái cây đi. Cảm ơn nha. Nó thay đồ xong rồi đó. Tự nhiên nha. Chua quá hả? Ăn đi. Ủa, chua thiệt đó. Kìa nhìn kìa. Ờ, đẹp quá rồi. Ít chút ra kìa. Chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người hôm nay có mặt để chung vui cùng chúng tôi. Đây là tất cả bạn bè thân trong lớp của em. À. Đây là Như, đây là Thiên. Chào, chào bạn. Chào bạn. Anh. Còn đây là Quyền. À. Đây là Trang. Chào anh. Hey, anh này hồi nãy thấy vui dạ. Lắm nè, phải không? Dạ. Đây là Phúc. À. Đây là Liên. Dạ. Chào hai người đây đẹp. Là Lan. Chào anh. Chào Lan. Chào anh. Bữa nay thấy ai cũng đẹp hết trơn á. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Ủa hai bác đâu rồi Trúc? Ba mẹ mệt nên lên trên phòng nghỉ rồi. Vậy mọi người ở lại nói chuyện với anh Thắng nha. Em mượn Trúc một chút. Nhớ trả đó. Liên, qua đây nói chuyện với ông xã đừng nha. Ok, đây tâm sự mà. Trúc. Dạ đám cưới như vậy ổn không? Như vậy còn hơn là không có gì. Với lại tôi cũng không muốn sống ở Việt Nam nữa. Có khi nào tình giả thành thật không? Chuyện đó tôi cũng không biết. Cứ để cho tương lai trả lời. Bà nói như vậy tôi cũng không biết nói gì thêm nữa. Bây giờ tôi chỉ biết chúc phúc cho bà thôi. Anh vô đây làm gì vậy? Sao không ngủ phòng anh đi? Đêm nay là đêm tân hôn mà. Thì sao? Tôi với anh đám cưới giả mà. Mặc dù là đám cưới giả nhưng chúng ta phải làm cho thật, chứ người khác biết là chết. Anh làm gì vậy? Anh lấy cây gối á. Nè. Hả? Làm gì nữa vậy? Anh tắt đèn đi ngủ. Không, để đèn đó cho tôi. À.
Em ngủ chưa? Tôi không ngủ được. Vậy mình nói chuyện hen. Nè, anh qua đây làm gì vậy? Anh không có được lại gần tôi. Anh không ngờ vợ giả của anh lại đẹp như vậy. Chỉ có thằng khốn nạn và ngu ngốc mới bỏ rơi em thôi. Anh nói chuyện khác đi, tôi không thích nghe chuyện này. Nếu như mà anh không cần tiền thì anh sẽ không làm chuyện này đâu. Chắc đầu tuần sau là anh sẽ bay về Mỹ. Ủa, mà sao anh đồng ý làm chuyện này vậy? Anh là Việt Kiều mà. Em đừng có nghĩ nước Mỹ là thiên đường. Nơi đó cũng có nhiều người nghèo khổ lắm. Mà ước gì em là vợ thiệt của anh ha. Nè, đứng lại đó nha. Nếu như mà anh kiếm ra tiền trả lại cho gia đình em, chúng ta sống luôn với nhau được không? Nè, đứng lên. Anh mà còn nói điều này nữa, tôi đi ra ngoài đó. Coi như là anh đã vi phạm hợp đồng rồi đó. Nhưng anh thích em mà. Nhưng mà tôi không có thích anh. Đó chỉ là thích thôi, không phải là tình yêu. Rồi dần dần anh tin anh sẽ yêu em. Nhưng tôi không có yêu anh. Anh hiểu không? Nếu như anh có tình cảm với tôi đó, thì anh làm đúng như hợp đồng chúng ta đã thỏa thuận đi. Anh hiểu rồi. Việc xây dựng các dự án đó cứ để họ tiếp tục tiến hành đi. Dạ. Còn về cái vấn đề tiền bạc á, tôi sẽ là người trực tiếp chuyển tiền, cứ nói là họ yên tâm. Dạ thưa, anh còn dặn dò gì nữa không? À, thôi được rồi, cô cứ về làm việc đi, có chuyện gì tôi sẽ thông báo sau. Dạ em xin phép. Alo, hàng sao rồi? Dạ, hàng này rất là chất lượng, rất tốt anh, và cũng rất là khan hiếm, nên có thể đẩy giá lên gấp 1.5 lần. Không được, mày không được bán hàng kiểu như vậy. Mày phải bán đúng như số tiền mà tao đã từng nói với tụi phân phối, mày nghe chưa? Dạ, em sẽ làm theo ý anh. Khi mày làm xong việc, mày nghỉ xa hơi vài bữa đi. Tất cả các chi phí đó, công ty sẽ đài thọ hết. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Ra ngoài đi, mọi chuyện để anh giải quyết. Tiền bạc cứ chi thoải mái, miễn là được việc cho anh. Dạ thưa anh.
Sao tên này nhìn giống anh ba quá vậy ta? Mày vô đây. Dạ, anh gọi em có chuyện gì không anh ba? Tất nhiên là có chuyện mới cho gọi mày chứ. Có cái phong bì đó, coi đi, rồi trả lời cho tao biết. Hôm đó thằng Bảy nó tới, chủ yếu là để gặp đứa con gái đó. Chuyện đó chỉ là tình cờ, nhưng có người lợi dụng để hại thằng Bảy. Thằng Bảy là đàn em thân tín của tao, mà mày không điều tra kỹ càng mọi thông tin. Mày trả lời đi. Dạ. Dẫn nó ra ngoài, dạy cho nó một bài học đi. Sao? Cái nhà này cô thấy vừa ý chưa? Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ mua. Được, anh mua đi, rồi làm thủ tục sang tên cho tôi luôn. Cô đừng có đóng kịch trước mặt tôi. Chừng nào cô mới trả phải gốc lại cho tôi hả? Thì chừng nào anh sang tên cho tôi thì tôi đưa cho anh. Làm sao mà tôi biết được cô có giữ lời bán sau hay không? Được, tôi sẽ xóa file trước mặt anh. Chưa đủ đâu, cô còn phải làm một bản hợp đồng ràng buộc với tôi. Cô sẽ không đem ra làm bằng chứng trước tòa. Được thôi, anh cứ thoải mái đi, tôi sẽ ký sau khi tôi xem xét kỹ. Còn bây giờ tôi về đi học đây. Chào anh. Sẽ biết tại tao. Có gì không Hương? Anh ba hả? Chuyến này em tuyển được có 6 đứa thôi à? Sao ít quá vậy? Con gái thời nay đâu có như ngày xưa nữa anh. Tụi nó biết ăn chơi đua đòi sớm lắm. Được rồi, ráng huấn luyện tụi nó đi, sau đó chuyển qua cho thằng Trọng an bài cho tụi nó. Dạ em biết rồi. Thấy cái sai của mày chưa? Mày về nhà dưỡng thương đi, 3 ngày sau liên lạc với tao, tao sẽ cho biết mày phải làm gì. Dạ. Lộc nghe đi. À, nghe thằng Tài nói anh muốn kiếm người hả? Anh là... Tôi là Cường Chó Điên. À, vậy hả? Có đáng tin cậy hay không? Vậy thì phải coi giá như thế nào. Tiền bạc với tôi là chuyện nhỏ, miễn sao là phải được việc.
Vậy anh muốn tôi xử ai? Là một đứa con gái, tôi sẽ đưa tên tuổi cho anh khi tôi với anh gặp mặt nhau. Nể mặt thần tài, tôi sẽ làm cho anh vụ này, nhưng lần sau sẽ không có đâu. Được thôi, vậy bây giờ mình gặp nhau ở đâu? Nhà rồi đó, em vô trước đi. Em cảm ơn anh Tùng nhiều nha. Anh vô nhà em ngồi chơi uống nước ha. Thôi để dịp khác, có người đang đứng đợi em kìa. Ai vậy anh? Chào anh Sinh. Là anh Sinh đó. Chắc anh đứng đây đợi em nãy giờ rồi. Thôi để bữa nào anh qua sau cũng được. Dạ cảm ơn. Chào anh Tùng. Anh về nha. Anh Sinh. Nhà mới đi làm về hả? Dạ. Ủa, bữa nay anh Sinh không đi đánh đàn hả? Bữa nay anh bị bể xô, cho nên anh qua thăm em. Tối nay em có rảnh không? Dạ. Có chuyện gì hả anh? Tối nay anh tính mời em đi ăn, nhưng mà anh sợ em bận. Dạ. Vậy tối nay anh qua đón em ha. Tối nay anh qua đón nha. Dạ. Đây nên giúp cho. Dạ. Mời anh. Nếu anh đồng ý, mọi chuyện khác để em lo cho. Một mình anh đâu có thể giải quyết được mọi vấn đề, mà phải thông qua tập thể nữa chứ. Không phải anh là người quyết định cao nhất hay sao? Nếu anh cảm thấy ít quá thì em sẽ lên một chút cho anh. Em mở lời rồi đó nha. Cái này anh phải xem lại. Vậy chúc mừng cho sự hợp tác sắp tới của anh em chúng ta. Nè, mình ăn ở đây xong á, lát mình đi đâu đó chơi ha. Tầng 2, tầng 3 anh cũng đủ quá rồi, không có hứng nữa. Nhưng mà em sẽ giới thiệu cho anh một người này, đảm bảo có hàng độc cho anh luôn. Vô anh. Vô. À, xin lỗi anh, em đi vệ sinh chút ha. Ông là ai? Sao vô đây? Người đẹp có lộn không vậy? Đây là toilet nam, nhìn kỹ đi. Tôi xin lỗi. Chắc là tại tôi sai quá cho nên tôi lộn. Người đẹp có sao không? Dạ, tôi không sao đâu. Chắc tại tôi xỉn quá cho nên tôi mới bị như vậy.
cảm ơn anh. Anh Na, cẩn thận đó. Dạ, em cảm ơn. Em ơi. Dạ. Có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Để làm gì vậy anh? Hôm nào rảnh anh mời em đi uống cà phê. Nè, sợ anh ăn thịt em hay sao mà em sợ dữ vậy? Số của em là 0907. 0907 367. Anh gọi qua em đi. Rồi đó em. Dạ em có số rồi. Anh là Tiến, giám đốc một công ty địa ốc. Giám đốc công ty địa ốc? Anh à, sau này em muốn chuyển công việc á, cứ nói anh sẵn sàng giúp. Dạ em cảm ơn anh. Em xin phép anh. Chà, lại thêm một con Na vàng nữa. Rồi. Cảm ơn anh. Mình đi vô ha. Cẩn thận. Em ngồi xuống đây. Đây, em để đây nè. Cô cậu ăn gì? Cho hai tô hủ tiếu đi cô. Đầy đủ luôn ha. Dạ. Em biết không, hủ tiếu ở đây ngon lắm. Anh ăn ở đây từ trước tới giờ. Những lúc mà anh đi diễn về, có tiền là anh vô đây ăn à. Với lại ở đây cũng không mắc lắm. Không ngờ nha, anh xin có tâm hồn ăn uống ghê luôn á. Cũng thỉnh thoảng thôi. Dạ. Rồi, mời cô cậu. Con cảm ơn. Nhan, đũa nè. Cảm ơn anh. Em ăn đi. Ngon quá à. À mà em nè, công việc ở công ty anh Tùng á, em làm có thấy phù hợp không? Dạ, cũng phù hợp với em lắm. Ban đầu em đâu có quen đâu. Xong rồi các em thấy khó lắm, nhưng mà làm riết rồi em cũng thấy quen à. À anh xin, anh Tùng anh nói anh sẽ giới thiệu cho em đi hát ở phòng trà bạn của ảnh á. Anh đệm đàn cho em hát được không? Thôi, chứ anh không dám đâu. Tại vì phòng trà thường có sẵn ban nhạc rồi. Em cứ làm ở đó đi. Khi nào anh rảnh, anh sẽ ghé qua nghe em hát mà. Sao vậy? Anh không thích điểm đàn cho em hát hả? Sao lại không? Nhưng mà... Vậy tại sao anh lại không điểm đàn cho em hát? Anh xin lỗi. Tại vì anh thấy anh Tùng rất tốt với em. Ở thời đại này hiếm có người con trai nào tốt được như anh Tùng em à. Ý của anh là... Em không hiểu. Thì anh Tùng đó, anh thấy anh Tùng có tình cảm với em. Có tình cảm? Tức là anh ấy yêu em á hả? Anh Tùng quan tâm em, nhưng mà chỉ ở mức độ bạn bè quan tâm với nhau thôi hả? Em coi ảnh như là một người bạn, người anh trai của em vậy đó. Thôi, em không ăn nữa. Em đi về đây.
Sao vậy? Chưa ăn mà dễ gì? Phí tiền của anh bây giờ. Ai kêu anh nói với em vậy chi? Vậy thôi anh không nói nữa. Tha cho anh đó. Mai mốt anh không có được nói vậy nữa nha. Anh biết rồi. Em ăn đi. Là đi bán cà phê chứ có phải làm người mẫu đâu mà bắt cậu tập hoài vậy? Cái gì? Sao mày ngu quá vậy? Cho dù mày bán cà phê thì body mày phải đẹp người ta mới ngó chứ. Nó không ngó thì thôi. Hay quá ha. Giỏi trả treo ha. Tao kêu tụi đầu gấu nó xử mày bây giờ đó. Có tập không? Thứ gì á? Nó nhỏ nó nhẹ thì không nghe, chờ bạo lực mới nghe. Em nghe anh ba. Trưa hôm nay em liên lạc với thằng Hưng Sẹo. Em với nó tới gặp anh. Anh có một số việc muốn giao cho em làm. Dạ ok anh. Nè mấy đứa. Dạ, dạ. Ở nhà ráng mà tập nha. Dạ. Tao đi công chuyện chút xíu về. Dạ. Đứa nào làm biếng đừng trách tôi kêu đầu gấu xử à. Dạ, tôi dạ, con biết rồi. Con biết rồi. Dạ em mời anh ạ. À. Anh đang ở trong nè em. Dạ em vô liền. Ừ. Chào chị. Chào chào chị. Chào anh. Chào em. Mời em ngồi. Dạ. À em dùng gì? Dạ cho chị ly nước cam nha. Dạ. Em tới trễ 15 phút đó. Dạ em phải chờ đúng giờ mới ra khỏi công ty được. Chà, công việc của em khó vậy sao? Thì mình làm công ty để ăn lương mà anh. Lương em khá không? Nếu mà chỉ mình em á thì cũng tạm ổn. À, vậy sao em không về công ty anh làm? Về công ty anh làm gì? Thì làm thư ký. Nhưng mà em đâu có học nghiệp vụ về thư ký đâu mà làm. Không biết á thì anh dạy cho. Vậy để em suy nghĩ lại nha. Nè, em suy nghĩ cho lẹ đi. Dạ em mời chị. Ạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh, hay là anh cho em suy nghĩ một ngày nha. Ok, mời em. Dạ. Anh đã về nhà rồi. Hai đứa thông cảm bàn chuyện với anh qua điện thoại nha. Dạ em hiểu mà. Không có gì đâu anh. Quay lại vấn đề chính. Thằng Hưng mày thế nào rồi? Khỏe lại chưa? Dạ em vẫn khỏe. Cảm ơn anh ba đã quan tâm em. Tốt. Có thông tin gì mới của vụ bậy búa chưa? Dạ tất cả những thông tin mà em nhận được đều do thằng Phan cung cấp. Chỉ có điều là những hình ảnh của nó đều là thật, không có một chút xíu nào là Photoshop hay chỉnh sửa hết. Vậy là mày vẫn cho rằng thằng Phan không phải là do công an cài vô, đúng không? Dạ em cho người theo dõi nó 24/24. Ngoài việc nó hoạt động bình thường ra, lâu lâu thì nó tổ chức ăn nhậu.
Thỉnh thoảng lại dắt gái về nhà nữa anh ba. Nó không có gì khả nghi hết anh ba. Tao biết mày được thằng Phan cứu ra khỏi tù, nhưng mày nên nhớ rằng làm ăn là làm ăn, tình nghĩa là tình nghĩa. Nếu mày không phân biệt rạch ròi hai điều đó thì có ngày mày chết. Dạ, em sẽ cố gắng tiếp tục theo dõi nó. Còn bên em thế nào rồi Hương? Dạ, Tùng á thì em không thấy có gì lạ, nhưng mà những vũ trường của đám đàn em Tùng á, dạo này xuất hiện loại thuốc lạ. Em ghi là Tùng kết hợp ngầm gia liền đó anh. Điều tra lập tức cho anh, cứ dùng mọi thủ đoạn, miễn là đạt được kết quả. Dạ, em biết rồi. Còn thằng Hưng, nếu tao phát hiện mày có ý bao che cho thằng Phan thì đừng có trách tao. Thôi, thằng Hưng về trước đi, còn Hương ở lại chờ anh. Dạ, em xin phép em ba. Anh ba, Hương sẹo nó về rồi. Anh ba có dặn gì em không? Chị Hương, anh ba mời chị vô trong nói chuyện. Ủa, không phải là anh ba đang ở nhà sao? Dạ, muốn gì chị cứ trực tiếp vô đó rồi hỏi anh ba.